Ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức một tiết mục vô cùng dễ thương và chuyên nghiệp của hai bạn đến từ khoa ngoại ngữ với bạn Mashup tiếng Nhật Circulation and Summertime. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? そうなんじゃやだ、そうなんじゃまだ、私のこと見てね、ずっとずっと。